Hello, xin chào bạn. Hôm nay là mùng 10 tháng 11 và đây là tất cả những cái hàng mình nhận được và đặt từ hôm qua, mùng 9 tháng 11. Thì hôm nay mùng 10 thì vẫn có rất nhiều các sản phẩm có thể gọi là không đồng ấy, tại vì áp cái mã giảm giá 11.000 vào mà. Đây là tất cả những cái hàng mình vừa nhận được. Thế này là đêm đấu giá, không phải là hàng không đồng nhá. Đây là hai đồng hồ LED 4.000 và mấy sản phẩm lại rẻ để mình sẽ giới thiệu ở video sau. Cái hai đồng hồ này áp mã giảm giá 11.000, hai cái đồng hồ 15.000, năm đèn led usb cũng 4.000 nữa đấy, rất nhiều luôn. Anh em mua được gì rồi? Cái này là cái túi lì xì tết, giá là 1.900, và cái này là đồng hồ đo xe đạp, giá là 5.000, đồng hồ đo áp suất lốp xe. Ok, hai cái chảo đang flex sale rất là rẻ, hơn 100.000 thôi, 149.000 đó. Cái này là mình mua hộ, hai cái này mình mua hộ này, tại vì đang rất là rẻ mà rất nhiều sản phẩm giá rẻ luôn. Cái này là cái nồi lẩu kangaroo, cái này mình mua rồi mà rẻ quá là mình mua hộ luôn. Một video này sẽ bao gồm hai sản phẩm đấy nha anh em. Đó là hai cái chảo với cả cái nồi lẩu kangaroo. Ok, hôm nay vừa nhận được cả đống hàng luôn, sau hồ bóc luôn. Cái mã giảm giá 11.000 bây giờ là phải áp tối thiểu đơn 20.000 để áp được cái mã đấy nhá. Hôm nay lướt trên Lazada rất nhiều sản phẩm rẻ luôn. To. Đây là cái nồi lẩu kangaroo 298.000, rất là rẻ. Tiếp theo sẽ đây hai cái chảo Comet đang giảm giá còn khoảng gần 150, chưa đến 150. Thật sự bóc hết hơi luôn. Đây là hai cái chảo anh em ơi. Màu hoa của Comet rất là dày và chắc chắn, đẹp. Đấy, chống dính nhá. Anh em xem. Ok. Chảo này vẫn đang khuyến mại đấy. Anh em mua đi, rất là dày. 147.000 ấy, không nhớ. Một chảo to và chảo bé. Thì cái nồi lẩu điện này mình cũng có video giới thiệu rồi. Anh em vào kênh YouTube của mình xem lại nhá. Video mở hộp. Vâng, còn rất nhiều sản phẩm mình đặt mua trong hôm qua và hôm nay. Thì mấy hôm tới sẽ về thôi. Và mới nhận được từng ngày sản phẩm thôi. Còn anh em không biết anh em nhận được bao nhiêu hàng rồi. Ê, cứ vào Lazada đang rất nhiều sản phẩm giá cực kỳ rẻ luôn. Mình đã tham khảo trên tất cả các trang thương mại điện tử, giá đang là tốt nhất. Ok, như vậy video này mình đã nói chung là mở hộp nhanh mấy cái sản phẩm giá rẻ đặt mua từ hôm qua mà hôm nay đã nhận hàng rồi. Các bạn cảm thấy video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment dưới. Còn bây giờ mình đi săn hàng giảm giá đi, bye bye anh em.